ha, từ 0 tới 7 cụ thể đây nè, nhìn vô hình này nè, nó mô tả là chi tiết ra nè. Vậy muốn sử dụng chế độ BWM thì chúng ta phải lưu ý là mẹ nó biết từ mấy, từ 0 đến TACCR0, và TACCR0 nó nằm chỉ ở chế độ đó, đúng không? Tại vì tới TACCR0 là nó nhảy cái này liền, đúng không? Nhảy cái này liền. Chừng nào mà nó đi theo một dọc nữa, xuống nữa thì gọi là up down. Đó, mình nhìn vô đây, mình nhìn cái hình này, nếu mà hiểu bài từ đầu á, bữa trước bữa nay hiểu nữa thì mình lượm nó ra. Vậy chúng ta thấy nè, muốn về đích em thì chúng ta phải sử dụng chế độ up, là nghĩa là liên từ 0 đến cái điểm này, đúng không? Khi nè nè, khi giá trị mà nó nếu từ 0 đến cái giá trị đặt trong TACCR0, cái tỏ ra chỗ này nó sẽ lên mấy? 1, thấy không? Rồi và khi từ TACCR0 đến 1 thì bắt đầu này nó giảm về thì không, cho nó tạo ra một số vuông rồi, thấy không? Hiểu không? Và khi đó chúng ta thấy cái được một cái chu kỳ của nó, chu kỳ mà nằm trong khoảng này, nó là một vuông đây, thấy chưa? Thì tùy theo chúng ta lựa chọn cái cỏ ra ao chúng ta là 1 hay 2 hay là 3 hay là 4 hay là 5. Nếu là chọn 4 thì chúng ta thấy cái cỏ ra chúng ta thấy chỗ này là vuông vuông. Nếu là chọn ngõ 5 thì nó cái thành nó đã là xuống mức thấp. Thấy không? Nó đảo lại ngõ ra, thấy không? Cái chuối là đảo ngõ ra thôi. Nếu nhìn vô nè ha, nếu A mod 3 thì chúng ta thấy nè, khi nó tới giá trị TACCR1 thì này lên 1, và từ TACCR1 tăng lên TACCR0 thì ngõ ra sẽ bằng giữ lại giá trị 1. Và khi tới giá trị TACCR0 giảm về thì không. Còn nếu giả sử ta chọn cái ngõ ra A mod 5 thì chúng ta thấy nè, từ 0 đến TACCR1 và ngõ ra là bằng 1. Khi tới đâu? Khi tới TACCR1 thì nó giảm về 0 và nó giảm 0. Và nó không có sự thay đổi. Do đó vậy chúng ta chỉ sử dụng cái ngõ ra về đích của em là AOMOD 2, 3, 4, mấy nữa? 6, 7. Được không? Được chưa? Nhìn vô cái hình đó ta mô tả được đó. Được hết. Vậy cái ngõ ra của em MSB thì chúng ta chọn như thế này để tôi lấy phần mềm ra ha. Chọn không có nhiều. Cái bài này á có nghĩa là nó tạo ra cái độ rộng.
này nó sẽ tạo ra cái độ rộng xung có thể thay đổi ở trong cái phạm vi ở hai cái có ra V1.2, V1.3 rồi đó. Chúng ta sẽ đưa ra này. Điện tử, ví dụ tôi lấy bài này đi. Thì tôi nói là tôi muốn đưa ra ngõ ra của mình là ngang cho V1.1 và V1.2. Tại sao V1.1 và V1.2 thì người ta bây giờ là không biết bóng C thì lập cái bảng biết ra đúng không? Hình biết không nó biết là biết 7 thì nó ra là biết 1, biết 2, biết 3 tương ứng là C đúng không? Vậy mình viết ra nha. Tại sao vậy thì viết ra qua không dùng biết 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 thì chỗ này là 1, 1 đúng không? 0, 0 thì này chúng ta là gì? Là C, 0 không biết không C thì đây là do ta chọn biết 2 hai bit, bit ba, hiểu không? Biết không? Thì chúng ta thấy có điều là gì? Do đó khi chúng ta lựa chọn cái ngõ ra bên thứ tư em thì chúng ta cần thiết lập hai cái giá trị. Giá trị thứ nhất là gì? Chọn cái chức năng tích hợp trên cái con chip đó. Cụ thể là mình dùng cái lệnh là BXL khoảng 40. Bên cạnh đó chúng ta cũng phải định hướng của ngay chỗ đó là một, phải đó là ngõ. Ra. Thấy chưa? Có nghĩa là kết hợp cả hai cái đó phải chú ý nha. Ha. Thì em thấy nè, chỗ này nè, BFT là chọn cái bit thứ hai và bit thứ ba của cái bọt số mấy, bọt số 1 là ngõ ra. Rồi, ngay chỗ B bọt cell của bit 2 và bit 3 chọn chức năng của nó là chức năng ngõ ra BWM. Còn nếu mà chúng ta bỏ cái lệnh này thì coi như ngõ ra không bao giờ hiển thị lên được. BWM. Được chưa? Rồi bây giờ mình lấy cái bài này ra mình làm nhẹ nhẹ chơi thôi ha. Bây giờ tôi thử nguyên cái bắt bài này nha, coi nha. Dở mình gắng tập trung để mình coi tôi làm và bắt trước. Nhìn vô cái code này nè thì chúng ta thấy tại gì? Ở đây chương trình chúng ta đang chạy cái độ nào? Chạy hả? Chạy chương trình nè, đang chạy cái độ nào? Low power. Đúng không? Do đó nó đâu có lệnh quay ở đây đâu. Có sử dụng như group không? Không có luôn, thấy không? Nó đâu có ghi nghe đâu, thấy không? Như đó tôi lưu ý nha. Rồi chúng ta sẽ copy nguyên này thử nó chạy gì không, tôi không biết nó chạy gì hay không, nó bỏ vô. Bây giờ mình mới mở cái thằng này lên. Muốn cho nó chạy phải sửa lại nhiều thứ lắm, hay cho nó để tôi chỉ nha, tôi sửa sao. Chúng ta đừng quan tâm. Chạy dưới đi. Coi nha. Nhưng mà tuy nhiên em lấy cái bài này
code là nó sẽ chạy. Vậy đó ha. Bây giờ đưa một cái chip này tôi lấy cái bài này tôi nạp xuống dưới tôi bỏ ra nó chạy. Ha, à, rồi chơi. Đưa cái chip lên đây. Ha. À. Cái đó em đừng có chọc trời và cái mô phỏng của mình á, em phải xài cái độ tới 7, 8 hoặc 7, 8. Còn nếu mà bạn này em xài là 3F2232 hoặc 2231 nha. Vô. Rồi rồi thôi đừng làm, để tôi làm thực tế luôn. Giờ mình nhỏ báo mô phỏng tập chơi đó, mình chơi thực tế luôn nha. Rồi bây giờ tôi sẽ làm lại. Coi nè. Giờ cái này tôi không mô phỏng đúng không? Vậy tôi sửa là cái gì? Tôi sửa là gỡ ông này ra, bỏ ông này cái gì đúng không? Rồi cái điểm bớt này tôi chọn là cái điểm bớt này đó. Rồi chưa? Rồi tôi view nha. Rồi tôi sẽ làm được. Rồi bây giờ tôi lấy cái này qua bên cái máy, nước nào mà ghim điện cho thầy cái này cho mấy đứa. Ghim điện cho mày á. Nước nào mà có cái dây nhảy mà đầu lại còn cá người ta. Để có. Để cho mày mượn cá. Cho hai cọng này luôn. Cho lại hai cọng. Đổ nó cả. Đầu được cầu cá nha. Cái dây nó tùm lum hết trơn nó sẽ bị xương heo rồi. Để gọi cho hai cọng thôi. Tại sao thế được đầu cá nha? Kiếm điện cho tôi cái này trời ơi, nó kiếm điện. Nghĩ luôn à, dặn anh đi về à. Kiếm chỗ nào? Kéo lên cho thầy mượn, tôi có anh về nha. Muốn biểu diễn không nên tôi học không? Chừng nào quá thì tên phải quá tự kiếm điện vô cái đó đi rồi kiếm nút. Còn không kiếm điện cũng về luôn. Quá. Kéo anh trời cây cũng lạnh mà gió chặt từng. Giờ làm sao có điện cho tôi? Giờ mấy em cái gì cũng muốn hết trơn. Em muốn thầy làm thực tế như là muốn tụ tính lắm. Thử biết liền là thầy giả hay buộc liền. Rồi, bấm vô chạy.
luôn nè. Cái này xung mẫu để kiểm tra cho cái của mình đo được không? Thấy không? Rồi nhả cho mình là 50-50 đúng không? Còn quay lại cái của mình nè. Để nói thầy cái bùa chú cái lứa làm để nó nói bùa. Ờ, B1, B3. Nào, nếu được auto rank nè. Nó còn chạy giống như kia không? Thấy chưa? Thấy không? Thấy đất, nghe đất. Nè. Tin lên coi. Thấy không? Vậy đó nè. Mà mặc dù mình mô phỏng thì chưa chạy không? Không. Cụ thể cái này chúng ta làm cái mô phỏng thì tôi cho mấy em làm mô phỏng lớp để đoạn đó. Thấy không? Với cái bài tập số quét như vậy em đem ra lên quét ở dưới. Dịch thử thì bỏ xuống lấy cái đoạn ở dưới mình cắm rồi carbon nó chạy đẹp mắt luôn. Mô phỏng chỉ là cái gì? Là cái sự ướt đó, cơ bản. Cho đó mình tin vô mô phỏng mà mình chạy đem vô này là chết liền không? Nhớ tại sao tôi tự tin tôi nói là cái này chạy nhưng tôi đổi, nếu giả sử thầy đổi sang con chip F2132 bảo đảm sẽ chạy. Thấy không? Do đó là cái chỗ này là mấy em phải cẩn thận nha, em dùng con G2553 ra mô phỏng là chết queo liền. Không chạy gì hết trơn á, tào lao lắm, nghe được nha. Rồi, xong ha. Rồi thầy trả lại em, để tới đâu thầy cho em làm cái đó, hiểu chưa? Cái bài tập tiếp theo của mình á, là cái chính là cái chỗ đó đó. Thì bây giờ các em thử có một cái đồng cốt, em lấy nguyên cái bài của mình rồi nè. Nha, lấy nguyên cái bài của mình đem qua cái con của mình, không phải là cái con G2553 nữa, mà em chọn là con F2232. Thử em mô phỏng rồi đó, để coi nó chạy không? Sau khi làm xong cái đó, xong cái thằng bắt đầu sửa cho em từng đoạn viết code như thế nào rồi nó nào xin xong vậy. F2 một cái bán xem 30 phút bắt đầu, 20 phút bắt đầu, nghe lên. Hai lần này nè. 32 F2 132 22 cái đầu mày. Theo ra biết không?
Được thì về, được thì ở làm tiếp. Được. Này, đó là tôi nè.